phát huy lợi thế của phân cấp, ủy quyền cùng sự chủ động phối hợp với sở ngành. Thời gian qua tại huyện Củ Chi, việc giải ngân vốn đầu tư công đã đạt kết quả đáng khích lệ. Trong thư khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi gửi các quận huyện cũng nhấn mạnh đến việc các địa phương cần nỗ lực cao hơn nữa để hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, sớm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án trong thời gian còn lại của năm 2023. Tại huyện Củ Chi, để công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuận lợi, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với từng trường hợp, từng hộ dân trong từng dự án cụ thể. Thưa quý vị, trước đây thì tỉnh lộ 8 ở huyện Củ Chi mặt đường có bề ngang là khoảng 6-7 m. Tuy nhiên với dự án nâng cấp sửa chữa thì mặt đường của tỉnh lộ 8 đã được mở rộng ra khoảng 20 m tính cả vỉa hè. Với sự đồng tình cao từ nhân dân thì dự án cũng đã triển khai được gần như đúng với tiến độ. Có thể nói dự án nâng cấp, sửa chữa và mở rộng tỉnh lộ 8 không chỉ góp phần phát triển tuyến trục đường khang trang ở huyện Củ Chi mà còn góp phần hình thành tuyến đường liên vùng kết nối 4 địa phương đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Tây Ninh. Có nhà nằm trên đường tỉnh lộ 8 bị ảnh hưởng 90 m khi đường được nâng cấp sửa chữa, ông Trần Ngọc Khang vui mừng cho biết ảnh hưởng của gia đình không đáng kể bởi sắp tới người dân sẽ được đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Rất là mừng, phấn khởi và đồng thời cũng đã chấp hành rất là tốt khi mà phát lệnh bồi thường xong là phát lệnh để khởi công là đã bà con đã chuẩn bị đâu đó hết rồi. Giờ này thì tiến độ thực hiện cơ bản là vẫn đảm bảo là 70-80%. Trong quá trình bồi thường nó có vướng một số cái nội dung mặt bằng của các cái địa bàn khác thì dự kiến là trong tháng 1 cơ bản là sẽ hoàn thành được cái tuyến đường. Ngay từ khi có thông báo của địa phương về việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 7, bà con trên địa bàn xã An Nhân Tây ủng hộ quyết định này. Nhờ sự đồng thuận từ chính quyền đến người dân, dự án đã nhanh chóng hoàn thiện. Lúc trước đường hẹp mình vừa bước ra lề đường là bắt đầu là nó gặp xe rồi. Còn giờ nó thấy mình bước ra lề đường mình rớt xuống một bánh xe xuống đường vẫn còn dòm con đường rộng thoải mái đó. Từ khi mà được nâng cấp đường tỉnh lộ 7 này thì con đường rộng thoáng là giảm đi được cái tai nạn giao thông cho bà con. Cả hệ thống chính trị thành lập các cái đoàn xuống tuyên truyền vận động người dân về mục đích, về ý nghĩa. Và qua nhiều lần tuyên truyền vận động thì khoảng 80 hộ dân bị ảnh hưởng dự án đều đồng ý, đồng thuận giao trước mặt bằng để thi công dự án trước khi nhận tiền bồi thường. Năm 2023, huyện Củ Chi được giao giải ngân hơn 3.338 tỷ đồng. Đến nay, các dự án do các ban của thành phố làm chủ đầu tư gồm 6 dự án, giải ngân đạt 96,34%. Các dự án do huyện làm chủ đầu tư khoảng 210 dự án đến cuối tháng 11 đạt hơn 80%. Vượt kế hoạch. Ngay từ đầu năm thì huyện ủy cũng nhận thấy đây cái giải ngân đầu tư công là một cái nhiệm vụ rất quan trọng. Ủy ban huyện cũng thành lập hai tổ. Tổ nhất là các khó khăn trên lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổ thứ hai là các khó khăn trên giải ngân. Thì để kịp thời hỗ trợ cho các chủ đầu tư, ủy ban các xã và các ban thực hiện tốt công tác giải ngân. Với giải pháp căn cơ có tính khả thi cộng với sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm đã giúp huyện Củ Chi trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất thành phố. Đây là điểm sáng, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo đà tích cực rõ nét cho việc giải ngân vốn đầu tư công trong những năm tiếp theo.